Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của Hiền Trần TC. Trước mắt các bác là con Thinh hỏa lưới bán tải 5 kW. Em đang xài trong gia đình em là sử dụng 3 tấm pin 450W. Thì có một số bác yêu cầu em là thử chạy với 500W pin. Thì nhà bác kia có mấy bác sử dụng ngày xưa là chơi đam mê á, thì xài có mấy tấm pin 100W. Đấy, thì bác kia bác đang có 5 tấm, 6 tấm gì đó. Thì bác yêu cầu em là nhà em thì bây giờ đang có 5 tấm, bác bảo thử chạy 5 tấm nó xem là con Thinh nó có chạy được không. Thì con Thinh này là vốn dĩ cái áp nó chạy được từ 100V cho đến 550V. Thì hôm nay em sẽ làm cái video để thực tế cho các bác biết là xem nó có chạy được không. Thì hiện tại cái này em đang chạy với 3 tấm pin đấy, như ngày hôm nay thì các bác biết này. Đó, hiện tại giờ tối rồi, nó không còn hòa được nữa. Đó, và cái này nó cũng tắt luôn rồi. Ngày hôm nay nó hòa được đến 3 ký mấy á. Ngày này hoa nhiều đó, nhiều lắm, nhưng mà bây giờ hiện tại nó bị tắt rồi nên nó không còn lưu lại nữa. Thì bây giờ em sẽ tắt nó đi để lên cắm cái pin ở trên xuống để xem là nó hoạt động như nào, có ổn định không. Tiết thì đang kéo cơn vào rồi, âm u lắm. Sáng đó, 3 tấm pin đang đấu nối tiếp nha. Bây giờ sẽ lấy 5 tấm pin ở kia để ráp ở đây. 5 tấm pin ở kia thì mỗi tấm là 20V, cộng lại nó được 100V. Thì để xem là mấy không nhá. Chuyển tấm pin kia về đây. Rồi, 5 tấm pin này nó xếp đây rồi. Sẽ đấu nối tiếp 5 tấm lại với nhau để đi xuống cái chung với cái dây kia. Cái dây kia giờ em bỏ, 3 tấm kia em bỏ ra, em sẽ đấu 5 thằng tấm này lại với nhau để cho nó xuống. Rồi. Nối tiếp nó lại. Tạm này đó, nối tiếp từng tấm mà nối tiếp nhau đó. Đây đi lên đây rồi, dây này đi xuống, em đang bỏ 3 tấm này đi nó và đi xuống con inverter này. Rồi. Rồi. Rồi, hôm nay đã tối rồi thì ngày mai xem bắt đầu hoạt động sao nha, xem là 5 tấm này nó có hòa lưới được không, rồi hiệu suất một ngày hòa nó được bao nhiêu. Đó, tấm pin là mono 100W này, mono 100W này, fancy. Hơn lúc gần 7 rưỡi sáng này, này. Đó, đang trên mái nhà, cho bác xem này. Đó, tấm pin đang đấu hết lại nhau rồi, sẽ xuống đóng điện. Đó, mặt trời chưa lên, ăn ngấm u lắm, xem nó có chạy được không nha. Đó, 5 tấm pin này thì áp nó rơi vào cỡ 100V đấy, thì để xem đóng thì nó có chạy, nó hòa lưới sao nha. Đầu tiên là phải đo áp cho nó được bao nhiêu này. Đây, mở đây. Đo áp. Đây. À, áp pin đang báo là 103V DC. Bật áp DC AC lên. Rồi, đồng hồ AC đây, reset đồng hồ luôn. Đây, số tổng là đang là 19,8 kg này. Reset này, rồi 00 nha. Bật áp DC lên. Đây, con Thinh chưa chạy này, bật AC thì con Thinh chưa chạy này. Bật cái này lên, bật lên. Rồi, lên đèn xanh à. Lên đèn xanh à.
đang chớp à? Chưa đủ áp nữa, chưa 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 bật máy này. Chưa đủ áp này, vẫn đang không không này. Giờ đang lúc là 7 giờ 46 phút này, buổi sáng này. Nhà đang dùng là 134W. Đó, 133, 134. Chưa được điện, vẫn chưa khởi động được nữa nha. Đó, lên này, nó vẫn đang chớp này. Vẫn chớp đèn xanh này là chưa khởi động được này. Chưa để làm xong này, vẫn không không này. Áp này báo 102. Âm u quá nên là như thế này, là ba tấm pin kia thì tầm này là nó đã hòa rồi đó, nó hòa được cả hơn 100W rồi, 500W pin mà áp thấp quá, hôm ra là vẫn chưa hoạt động được. Này ra thêm một tấm nữa thì mới ít nhất tối thiểu, nói chung nó cho bổ chạy 100V nhưng mà mình cỡ phải 120V thì nó chắc nó ổn định hơn. Thế như thế này vẫn chưa chạy được. Chưa thể chạy được. Nhà đang dùng là 143W này. Đó, như ở ba tấm pin kia là cứ sáng ra như tầm này là nhà em đều không không hết, tại vì không sử dụng cái gì, chưa sử dụng cái gì, chưa máy giặt các thứ thì nó vẫn đang không không hết, là nó đã hòa lưới rồi. Đây, mình tấm này như này thì vẫn chưa hòa được, để đến lúc nữa xem sao. Để đến khoảng tầm 8 giờ em sẽ Bây giờ là nghe tiếp. hơn 8 giờ, mặt trời lên rồi đó, mà còn hòa lưới này lúc thì nó cứ nhảy, nó hòa được xong nó lại ngưng, nó lại chớp. Đèn này lúc thì nó hòa, nó báo là đã hòa được mấy chục watt, xong rồi cái lại nhảy xuống, nó lại tụt. Tức là 100V thì yếu quá, không đủ vôn cho nó hòa. Đó. Chứ hiện tại như thời tiết như này là khoảng 8 giờ mấy này là nắng như này là hòa tốt lắm này. Đấy, nhà đang xài là 200 mấy này. Đó mà hiện tại vẫn không hòa được. Đấy, thì video này muốn chia sẻ cho các bác biết thêm là ở với 5 tấm pin mới có 100W thì 100V thì hòa không nổi. Nó cứ nhảy, lâu lâu đóng cái đờ le trong cục thì nó cạch cái này nó hòa xíu thì nó bị tụt áp. Tại vì 100V này nhưng mà khi mà nó hoạt động nó tụt xuống còn có 8 mấy vô này. Nó tụt quá, nó không chạy nổi, nó lại máy nó lại tắt. Nó ra là không không thể chạy được. Bây giờ em sẽ lên em đổi lại ba tấm pin nó để bỏ ra, em cho ba tấm pin nhà em cho các bác xem. Rồi bây giờ là lúc 8 giờ 44 phút. Nó đổi mất khoảng 15 20 phút xong cho các bác xem là nó chạy được không nha. Rút ra. Cắm lại ba tấm pin này. Năm tấm pin này lại đưa về vị trí cũ thôi. Thấy xài không ăn thua, không ổn. Chứ là có 5 tấm thì dùng con hòa lưới không không được nhé, dùng con thanh này là không được. Nó sẽ cắm lại, rút hết ra rồi, cắm lại rồi. Ba tấm có cái vết vết chất chim này, đây rồi. Chim cái chim. Đó rồi, xuống bật này, nắng này. Đó, ba tấm này chạy thì ok đó, nhưng mà năm tấm này thấy không ok, xuống bật bật xem. Đây, đèn năng lượng. Bây giờ là 8 giờ 51 phút, bật có gần 10 phút rồi. Rồi, sẽ bật điện này lên. AC vô này. Không không vô này. Bật ADC này. Rồi, lên đèn xanh luôn này. Đó, nó lên đèn chớp một tí này. Thì báo 139V này. Đó, máy đang hoạt động rồi. Đấy, nó đánh cái cạnh đấy là chuẩn bị nó hòa đó này, theo nó hòa này. Đó, nó lên 300 mấy luôn này, không? Đó. Đây, nhà đang là 209. Đây, đó lại về 00 luôn này. Đó.
bật hết các đồ lên này. Đó, bật thêm cái quạt hơi nước lên nữa này. Đó, nó hòa được 406W này này. 414 này. Đó, 3 tấm hòa được thì ok đó, thế mà 5 tấm 100W này. Nó điện có 100V thì là yếu quá. Đấy, để bữa nào nếu mà kiếm được thêm tấm nữa để thử là 120V xem sao, chứ 100V như này là nhà sản xuất nó cho 100V nhưng không thua. Đây các bác thấy không? Nó khi mà nó 138V mà nó tụt về nó còn 120 mấy V. Đó 128V nó bị tụt. Nó tụt áp xuống là không hòa được. Đấy còn như này là hòa ok này. Đó nhà đang xài là 414W này. Đây. Cái ngày hôm qua của nhà em đây. À đây, này nó hoạt động này. Đây. Đó, hiện tại nó đang chạy này. Đó, nó đang báo này, đây đang 00 này. Giờ này đang 8:54 này. Sáng này ngày hôm qua này. Đó, ngày hôm qua của em là hòa được 3,6 kg. Đó, hôm nay bắt đầu 29 này bắt đầu nó đang đếm này. Đấy, những ngày này là của em này, đây cái ngày 11, 12, 12, 13 là cái ngày đó em đi chơi này. Đó những cái ngày trung bình ngày xài ít thì khoảng 1 ký mấy rồi 2 ký, còn mấy ngày nay là nóng này, thời tiết nóng lên đến 3 ký mấy này. Đó, đó hiện tại 3 tấm này thì hòa thì rất là ok. Đó, nhà là đủ nhu cầu nhà xài luôn. Đó, bật quạt bật đèn thoải mái luôn. Đó thì, nói chung là 3 tấm 450W là chạy ok, còn 5 tấm 100W thì chạy không nổi. Rồi video em xin kết thúc đây. Một lần nữa thì dàn xin ơn các bác đã quay video này. Nếu thấy hay có thể chia sẻ cho người thân bạn bè cùng xem và đăng ký kênh. Em sẽ làm những video chế cháo cũng như là review cho các bạn người xem tham khảo. Tấm nhỏ nên chủ đề để lưu sạc lưu trữ thôi. Đó, lại cắm hết lại với nhau cho xuống dưới. Cho hai bộ sạc này. Đó, thì chạy khoảng 3 tấm kia được. Đây giờ có tiền mà mua thêm 3 tấm như vậy nữa lắp vào con cái đường MPT2 thì ok. Này chỉ để dùng sạc và ắc quy để lưu trữ thôi, chứ để hòa lưới thì không ngon. Sẵn trong thì bây giờ là hơn 9 giờ này. Đó. Nó báo vôn thì nó báo được là 63V. Thì khi tại vì không sạc nó đang sạc là 200 mấy W này. Đó nó sạc dòng 10 mấy A này. Nó là 4 tấm này. Đó 4 tấm đó em đấu riêng 4 tấm lại với nhau. Nó đang sạc xuống ắc quy rất là ngon nha. Đây, đang sạc xuống ắc quy này. Đây nó sạc ắc quy. Đó, sạc ắc quy để nuôi hệ thống camera, wifi. Với lại mạch tăng áp này ra ngoài phòng khách để trăng bóng đèn lên nó sáng. Đây, còn đây thì một tấm kia, 100W này. Đấy, thì để sạc vào cho cái này, dòng sạc nó đây. Đấy, dòng sạc đang báo là 4,9A. Sạc rất ok nha. Rồi. Bóng đèn này đang tắt đi, tối mới bật nó. Đó, bóng đèn nó để cho buổi tối. Đây đang sạc cho cái pin lithium này. Đây, pin lithium 12V, 4,5A. Đây, này, cái quạt này nuôi chạy hàng ngày, chạy 24/24, quạt 12V. Đó, đây, sạc rất ok này, thấy không? Nó chỉ để sạc bình ắc quy thì ok chứ còn để ráp vào hòa lưới thì thấy không hiệu quả cho lắm.